Những bài văn mẫu lớp 5 Một số bài làm văn hay lớp 5 chọn lọc từ kỳ thi học sinh giỏi lớp 5 Đề bài, tả người bạn thân của em Bài làm mẫu số 1 Năm tháng cứ thế trôi đi Chỉ có thời gian là thước đo tốt nhất cho tình cảm bạn bè Trong suốt thời gian đó Có lẽ Diệp An là người bạn mà em yêu mến nhất Người bạn đã học với em từ suốt năm học lớp 3 dáng người Diệp An rong ròng cao Khuôn mặt bầu bĩnh Đầy đặn của bạn hệ ai à. nhìn đến cũng thấy đáng yêu nước da ngăm ngăm đen, mái tóc dài óng ả, à. cặp mắt đen láy lúc nào cũng mở to, tròn xoe như hai hòn bi ve. Chiếc mũi hết và cái miệng rộng luôn tươi cười để lộ hai hàm răng trắng bóng. Ở Diệp An khi nào cũng toát lên vẻ năng động, tự tin, hóm hình và hài hước nên rất dễ mến. Diệp An rất hiếu động, không lúc nào yên nghỉ chân tay. Trong giờ ra chơi, chỗ nào sôi động nhất là ở đó có Diệp An. Chúng em thường tụ tập nhóm ba, nhóm bảy ngồi xung quanh bạn diệp an để nghe bạn kể chuyện mở đầu câu chuyện diệp an vẫn thường hay kể cái hồi xưa ấy đấy cái hồi ấy cái hồi mà bà tớ chưa sinh ra mẹ tớ ấy chỉ nghe có đến thế thôi là chúng em đã thấy buồn cười đến nỗi không thể nhịn được rồi mà cái mặt diệp an vẫn cứ tỉnh như bơ đặc biệt diệp an có một trí nhớ rất tốt những câu chuyện đã đọc hay đã nghe diệp an đều nhớ như in và kể lại bằng đúng giọng nhân vật nên rất cuốn hút và sinh động một mình Diệp An đóng đủ các vai, kết hợp với điệu bộ khôi hài khiến bọn em lăn lóc cười đến vỡ bụng. Diệp An luôn luôn làm ra những trò chơi thú vị. Bạn thường hay chơi cùng với chúng em trò bịt mắt bắt dê hay bó khăn. Vừa chạy lại vừa kêu tiếng dê be be nghe rất ngộ nghĩnh. Diệp An thường biểu diễn tiếng hát, tiếng ngựa hí và con sóc nâu hay leo trèo. Mỗi tiết mục, Diệp An đều được hoan nghênh nhiệt liệt và gây ra những trận cười nức nẻ. Không chỉ là các bạn gái mà cả các bạn trai ngoài và trong lớp đều yêu mến bạn Diệp An, nhưng thật không may, hai tuần trước đây, một tai nạn giao thông đã cướp đi tính mạng của người bạn mà chúng em yêu quý. Dù biết bạn đã khuất nhưng chúng em vẫn cứ coi như bạn vẫn sống và làm việc cùng chúng em. Bây giờ bạn đang thi đỗ vào trường Amsterdam và đi du học rồi. Cô giáo vẫn gọi bạn đứng lên đọc bài và vẫn cứ lấy cơm, lấy gối cho bạn ăn học. Rồi mai đây phải xa mái trường thân yêu, em cũng sẽ mang theo nhiều kỷ niệm cùng với những yêu mến của cả lớp với bạn Diệp An. Bài làm mẫu số 2, năm tháng rồi cũng qua đi, chỉ có thời gian là thước đo tình cảm của con người. Bây giờ tuy đã học lớp năm gạch ngang lớp cuối cấp của trường tiểu học, sắp sửa phải tạm biệt mái trường, thầy cô, bạn bè để tiếp bước vào bậc trung học. Nhưng quãng thời gian là 5 năm học ở trường, em không sao quên được những kỷ niệm về cô giáo đã dạy em những năm đầu chập chững cắp sách tới trường. Cô có cái tên rất hay và em cũng rất thích đó là Kimaon. Cô là người mẹ hiền dịu nhất trong những ngày phem còn học lớp 1, với dáng người đậm đà, mái tóc xoăn xoăn màu hạt rẻ thì ai à. cũng nói nhìn cô trông rất xinh. Cô thường mặc những bộ quần áo lịch sự, phù hợp với dáng người của mình. Ngày đó, em cứ nghĩ cô giáo phải dễ sợ lắm, nhưng không, cô đã làm tan biến những ý nghĩ vẩn vơ đó của em cô vẫn là cô giáo hiền lành tốt bụng với khuôn mặt tròn phúc hậu hai gò má cao cao lúc nào cũng ửng hồng mắt cô đen láy long lanh với hàng lông mi cong vút nhưng đặc biệt nhất vẫn là ánh mắt nhìn chiều mến bao dung mà cô dành cho chúng em mỗi lần không học bài chỉ cần nhìn vào đôi mắt buồn buồn của cô là bạn ấy hối hận ngay về việc làm của mình có lẽ chính cô là người khơi dậy lòng hang say học tập của chúng em ẩn dưới vầng trán cao cao thông minh ấy là đôi lông mày vòng nguyệt cân đối tạo cho khuôn mặt vẻ thanh tú. Cô An là một giáo viên hang say trong công việc và hết lòng thương yêu học sinh. Tâm hồn cô là cả một khoảng trời chứa chan bao tình yêu cô dành cho chúng em. Nghe cô giảng bài thì thật là thú vị, cô giảng rất dễ hiểu, dễ nghe nên chúng em luôn tiếp thu được bài. Vào những giờ ra chơi, cô luôn ngồi lại để viết mẫu và chấm bài cho chúng em. Có những hôm cô còn trao đổi cách giảng bài với bạn bè đồng nghiệp nếu bạn nào đọc chưa tốt hay viết chưa đúng thì cô luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cô đã giảng cho bạn nào thì bạn ấy hiểu ngay vào những giờ sinh hoạt lớp cô luôn nhận xét cho từng bạn và nói cho các bạn cách sửa lỗi sai đó có hôm cô nhận xét rất tốt về lớp em và em rất nhớ câu tuần qua các con đã rất cố gắng để nhận cờ đội cô rất vui vì không những các con được nhận cờ tốt mà còn nhận cờ xuất sắc cô mong tuần nào các con cũng như vậy và khi đó lớp em vỗ tay rào rào Giờ đây khi đã lên lớp 5, mỗi khi có việc cần đi qua lớp cô, cô lại gọi em lại hỏi han, khi đó em lại nhớ những giây phút khi còn học lớp 1 được cô yêu thương dạy dỗ, trong em vang lên lời bài hát: Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương. Vâng, đúng vậy em sẽ không bao giờ quên cô gạch ngang người mẹ đã đưa em đón những tia nắng đầu tiên của cuộc đời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy đăng ký kênh để xem những video mới nhất nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.